Xin chào, chào anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục ra video để chia sẻ cho anh em đây. Lần trước mình đã ra một cái video chia sẻ cho anh em AppTot đi bộ kiếm tiền. Lần này mình chia sẻ cho anh em một cái app hỗ trợ cho cái app đó. Tức là lúc đầu tải cái AppTot về, mình đi bộ mới có tiền, theo từng bước chân. Rồi khi anh em mà tải cái app mình chia sẻ này về, ngồi một chỗ số chân nó dẫn tân, không cần phải đi luôn nha anh em. Một ngày 30.000, 40.000 hoặc là 50-60.000 bước chân là cái chuyện đó quá bình thường. Nói chung khi mình nói như vậy nhiều anh em cũng chưa tin đâu. Anh em cứ theo dõi hết cái video của mình và làm theo mình. Rồi khi anh em làm được như mình nói thì anh em phán xét lời của mình nói có đúng hay không. Bây giờ mình sẽ được bắt đầu. Bây giờ anh em vào cửa hàng Sparkplay và nhập cho mình cái từ khóa là DeFi. Và tìm đúng cái biểu tượng này rồi anh em tải về nghe anh em. Để tránh mất thời gian của anh em, mình đã tải sẵn rồi, bây giờ mình chỉ chia sẻ cho anh em cách thiết lập thôi. Bây giờ mình thoát ra ngoài. Trước khi mình thiết lập cái app DeFi này, mình sẽ vào cái app Tot để mình kiểm tra về cái số bước chân. Số bước chân hiện tại của mình là 67.369 và bây giờ là 20:45. Rồi mình thoát ra ngoài, đóng cái ứng dụng này lại luôn. Bây giờ mình mở cái app DeFi này lên. Anh em chọn chỗ là vâng, tôi đồng ý. Anh em lưu ý nè, cái tài khoản Gmail bên DeFi này và tài khoản Gmail bên cái AppTot là cùng một tài khoản nha anh em. Anh em cho đăng nhập nè. Anh em nhớ lưu ý là Gmail bên cái AppTot và Gmail bên cái app DeFi cùng một Gmail, cùng một tài khoản. Rồi cái hàng thứ nhất cập nhật dữ liệu fitness, anh em bật lên. Thời gian hoạt động là 120, số phút còn lại. Cái chỗ này nó sẽ giảm dần nha anh em. Khi mà nó trở về con số 0 á, anh em nhấn vào cái chỗ là thêm vào quảng cáo muốn xem 250 số phút. Thì như vậy số phút nó sẽ tăng lên. Bây giờ mình vào thử cho anh em xem luôn nè. Anh em chọn vâng, tôi đồng ý. Rồi thời gian hoạt động 367 số phút còn lại, nó đã tăng lên rồi nghe anh em. Anh em có thể thêm vào quảng cáo muốn xem 250 số phút kế tiếp nữa. Rồi anh em chọn tốc độ, anh em kéo lên nè. Bây giờ mình sẽ đợi khoảng 5 phút rồi mình trở về cái AppTot coi cái số bước chân nó có tăng lên hay không nghe anh em. Bây giờ anh em đợi 5 phút. Bye.
Bây giờ đã hết 5 phút rồi nghe anh em. Anh em nhớ lưu ý là anh em thiết lập y chang như mình như vậy. Rồi bây giờ mình trở về cái aptos để mình kiểm tra cái số bước chân nó có tăng hay không nghe anh em. Rồi, hiện tại là 68.657. Số bước chân đã tăng nghe anh em. Nói chung nếu mà anh em đi nhiều thì anh em khỏi cần tải cái app DeepFit cũng được. Tại vì cái app Toast này nó có giới hạn của nó, tức là 10.000 bước chân thôi. Nếu mà anh em nào đi hơn 10.000 bước chân thì không cần phải dùng cái app DeepFit. Còn nếu mà anh em nào ngồi tại chỗ thì anh em nên tải cái app DeepFit này về, là một ngày 70-80.000 cái bước chân là nó cái chuyện đó là quá bình thường nghe anh em. Rồi, nội dung video ngày hôm nay mình cũng xin được dừng lại ở đây. Chúc anh em thành công. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video kế tiếp của mình.